Tôi chốt em ra đọc công khai trong ban quản trị ạ Chẳng sao, thế đã đọc xong chưa? Dạ, tôi chỉ đọc cho mọi người nghe về phần khoán thôi ạ Thế mọi người thấy thế nào? <laughs> Còn nói gì được nữa à? có đường rộng mở để hợp tác xã đi rồi Bản dự thảo đưa ra khoán hộ là quá sáng suốt đấy cô ạ Cháu nghĩ khoán hộ sẽ làm cho xã viên gắn bó và có trách nhiệm với công việc tốt hơn rất nhiều Mặt khác cũng như cô nói, sẽ tận dụng được lao động trong các gia đình bị bỏ phí ạ. Tôi hỏi khí không phải. Bao giờ thì mình thực hiện lời nói theo bản dự thảo hả cô? Hôm nay tôi đến đây cũng vì việc ấy đấy bác ạ. Tối qua bí thư tỉnh ủy có gọi điện cho tôi, bảo tôi xuống hợp tác xã gia đạo, bàn với lại ban quản trị, xem có thực hiện được phương thức khoán như trong bản dự thảo ngay trong vụ chim này được không? Bí thư tỉnh ủy quá ưu ái với hợp tác xã chúng tôi. Chúng tôi sẽ không phụ lòng của bí thư tỉnh ủy và huyện ủy đâu ạ. <laughs> Việc này phải bàn thật kỹ Chứ không vội vàng hấp tấp được đâu Đã làm là phải thành công Sở dĩ bí thư muốn giao cho gia đạo làm thí điểm Là muốn chứng minh Nhờ có khoán hộ Mà từ một hợp tác xã yếu kém Đã vươn lên trở thành một hợp tác xã khá Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện Nhân đây tôi cũng xin báo cáo với bí thư huyện ủy Ban lãnh đạo hợp tác xã chúng tôi cũng đang tính Làm cách nào để đưa vụ đông xuân này Đạt năng suất lúa từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một hecta. Một vài bà con có ý kiến là khoán ruộng như khoán nuôi lợn. Nhưng chúng tôi không dám. Có bản dự thảo này rồi. Chúng tôi sẽ mạnh dạn làm ạ. Thế ý kiến của mọi người như thế nào? Dạ, cái khó nhất của khoán hộ là làm sao quản lý được lao động. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của hộ và lợi ích của tập thể. Đây là lần đầu tiên thực hiện khoán hộ nên phải bàn bạc thật kỹ trước khi thực hiện ạ. Tôi thấy bí thư tỉnh ủy giao cho Hợp tác xã Gia Đạo làm thí điểm quản lý lao động như trong dự thảo, là một vinh dự lớn cho Hợp tác xã chúng tôi. Tôi biết thực hiện được không phải là đơn giản, vì từ nay đến vụ chiêm không còn được bao nhiêu ngày nữa. Cần có một kế hoạch thật chính xác và cụ thể. Tôi đề nghị cho công khai chế độ khoán trong bản dự thảo, và để cho xã viên bàn bạc thật kỹ trước khi bắt tay vào thực hiện. Không biết có được không ạ? Bản dự thảo này thật ra chẳng có gì bí mật cả. Có thể đây sẽ là nội dung của nghị quyết về quản lý lao động mà toàn đảng toàn dân trong tỉnh phải thực hiện. Đưa ra để tham khảo ý kiến của dân là việc làm cần thiết. Tôi nghĩ thói quen dựa dẫm tùy tiện lười biếng sẽ nhanh chóng biến mất khi bà con nhìn thấy lợi ích to lớn của phương pháp khoán mới này tôi cũng nghĩ như vậy nếu đã được công khai bàn bạc với dân thì ta nên khẩn trương tổ chức bà con họp để xin ý kiến ạ cháu đề nghị ta nên bàn bạc trong ban quản trị về định mức lao động xếp bậc công việc cũng như tiêu chuẩn tính công cho tất cả các công việc rồi họp dân xin ý kiến một thể ạ cô bích nói phải đấy ạ cái khó của khoán mới là phải tính toán chi ly công việc Công điểm, đất của ta có dăm bảy loại, có loại thì dễ làm, có loại khó làm. Trước đây cây bừa ở cánh đồng Mỏ Quạ, Phù Vân, công điểm cũng giống như cây bừa ở cánh đồng Mã Thượng, Thị Cầm. Ta phải tính toán cho kỹ, để khi đưa ra thảo luận, bà con mới dễ góp ý. Tôi muốn xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư huyện ủy ạ. Tôi thấy những ý kiến vừa rồi là khá đầy đủ về mặt tư tưởng chắc không có gì trở ngại tôi tin bà con sẽ ủng hộ những tiêu chuẩn khoán do ban quản trị đề ra có thể tham khảo một vài cách khoán đã đưa lại kết quả rất tốt của hai hợp tác xã an bình và tân phú nên áp dụng những gì thấy phù hợp đội trưởng sản xuất phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu nếu làm được như thế tôi tin gia đạo sẽ thu hoạch được vụ chim đạt năng suất rất cao. Dạ, đúng đấy ạ. ạ. Đúng đấy ạ. <laughs> anh có dỗi không ạ? Tôi muốn trao đổi với anh vài điểm trong bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Dỗi thì không dỗi, nhưng tôi sẵn sàng nghe ông trao đổi. Ông có uống nước không để tôi pha ấm trà mới? Không cần đâu, tôi vừa uống xong. Ông đọc xong rồi à? Tôi đọc tương đối kỹ. Ừ. Vậy ông nói cho tôi nghe nhận xét của ông về bản dự thảo. Anh có muốn nghe tôi nói thẳng, nói thật không? Sao ông lại hỏi tôi câu ấy? Vì sợ những nhận xét thẳng thắn của tôi khiến anh phật ý. Ừ. Nói phải thì cụ cải cũng nghe. Tôi không nên nỗi bảo thủ và độc đoán như ông nghĩ đâu. Tôi biết, anh là con người thẳng thắn. Nhưng khi anh đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản dự thảo này, mà lại có người phê phán tôi e rằng anh sẽ phản ứng ông có cho tôi sử dụng cái quyền tranh luận phản bác không sao anh lại hỏi tôi như vậy tôi chỉ sợ anh nổi nóng không chịu nghe hết những nhận xét của tôi mà thôi nếu vậy thì ông khỏi lo tôi bình tĩnh nghe ông nói đây ông nói đi bản dự thảo này có ưu điểm là soạn rất chi tiết Lập luận logic, chặt chẽ. Những vấn đề nêu ra có sức hấp dẫn đối với nông dân. Tôi tin là sẽ được nông dân đón nhận một cách hết sức nhiệt tình. Có phải ý ông muốn nói bản dự thảo đưa nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể không? Tôi sẽ đề cập vấn đề này sau. Bây giờ anh để tôi nói hết những nhận xét của tôi về bản dự thảo này đã. Xin lỗi vì đã ngắt lời ông, bây giờ ông nói tiếp đi. Vâng. Nhược điểm hay có thể nói là sai lầm của bản dự thảo này có nhiều vấn đề lắm. Tôi chỉ xin đưa ra hai nhận xét. Phần thứ nhất, nhận định tình hình khá phiên diện, không khách quan, theo kiểu nhìn giọt nước đoán đại dương. Vì sao tôi lại nhận xét như vậy? Vì nếu mới chỉ khảo sát có 18 hợp tác xã trong tỉnh mà đã phát họa ra một bức tranh vô cùng đen tối về con đường tập thể hóa nông thôn, là vô cùng phiên diện Chỗ này tôi xin gắt lời ông Bản dự thảo không phải chỉ đề cập đến 18 hợp tác xã như ông nói Mà nhìn vào bức tranh tổng thể Của các hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh mấy năm trở lại đây Ông Côn đã đi khảo sát 26 hợp tác xã ở Linh Sơn 15 hợp tác xã ở Yên Lộc Chính ông ấy đã đến tận nơi Cùng ăn cùng ở với bà con nông dân Để biết cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của họ tôi nghĩ nhận xét phiến diện là ông chứ không phải là bản dự thảo mang kính màu gì thì nhìn cuộc đời ra màu ấy theo tôi qua 10 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể hóa nghèo đói đã bị đẩy lùi cuộc sống của nông dân đã được cải thiện một cách đáng kể không chỉ ăn no mà bữa cơm đã có thịt có cá ông vừa trên trời rơi xuống đấy à? tôi hỏi ông nông dân lấy đâu ra thịt cá mà ăn ông và tôi thuộc diện được cung cấp tem phiếu theo tiêu chuẩn cán bộ cao cấp. Thử hỏi một tháng được bao nhiêu cân thịt, bao nhiêu cân cá? Hay là mỗi khi ông xuống cơ sở, ông nhìn vào mâm cơm mời của họ, có thịt gà, thịt lợn, nên ông nghĩ bữa cơm nào của người nông dân cũng như vậy? Không đâu, người nông dân còn khổ lắm, chưa khác thời phong kiến là bao. Hay tại ông đau đôi kính màu hồng? nên không nhìn ra. Nhiều nơi nông dân còn không có cả muối vừng mà ăn, chứ đừng nói gì đến thịt cá. Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chưa nghe xong mà anh đã khích bác tôi như vậy. Thế thì tôi không nói nữa đâu. Ông thông cảm, tính tôi vốn nóng này. Khắc phục mãi mà vẫn chưa sửa được. Ông nói tiếp đi. Tôi đồng ý, có những vùng, những hợp tác xã và một số gia đình nông dân đang sống ở mức rất nghèo khổ. Nhưng đó là cá biệt, là cục bộ chứ không phải là phổ biến. Lấy cá biệt, cục bộ để biến nó thành phổ biến, để định ra thành sách lược là một sai lầm mang tính chiến lược. Ông chỉ cụ thể cho tôi xem, sai lầm chiến lược ở chỗ nào? Đó là dự thảo, đã đưa ra một số phương pháp khoán mới thay cho khoán cũ. Trong đó đáng chú ý là cho khoán hộ nông dân đây là một việc làm sai nguyên tắc đi ngược lại hoàn toàn với đường lối tập thể hóa mở đường cho nông dân trở về với lối làm ăn cá thể cá thể là cái gì mong sợ nó thế <laughs> anh đừng vội mỉa mai với cương vị là một bí thư tỉnh ủy chả lẽ anh không phân biệt nổi giữa tập thể và cá thể bởi đó chính là hai mặt đối lập của một vấn đề hay nói cách khác đó là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa tôi nói câu này ông đừng giận nhé cái hiểu của ông là cái hiểu sách vở nhưng chưa đến đầu đến đũa còn cái hiểu của tôi là do tôi sắn quần nhảy xuống ruộng để biết cái cơ chế hiện tại đã biến người nông dân thật thà thành kẻ làm ăn dối trá như thế nào tôi đã nhìn vào tận hồi cơm của người nông dân xem nó đầy hay vơi vì lợi ích của dân của đảng của chủ nghĩa xã hội nên tôi mới chân thành góp ý với anh về những sai lầm của bạn dự thảo còn nghe hay không là tùy anh với cương vị là một thường vụ tỉnh ủy tôi có trách nhiệm phải phản ánh việc này với các đồng chí phái viên để các đồng chí ấy báo cáo lên cấp trên Tôi nói cho ông hay nhé Ông muốn báo cáo ai thì mặc sắc ông Còn bản dự thảo này Dứt khoát phải được thực hiện trong toàn tính Dứt khoát phải được thực hiện Ông nghe rõ chưa Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã Tôi nghe như vậy là quá đủ rồi Tôi yêu cầu ông Khi báo cáo với cấp trên Ông cầm theo bản dự thảo này Và phải phản ánh đúng nguyên văn Chứ đừng có nói xiền nói sẹo Ông đã nghe rõ chưa Tôi tin là tôi làm đúng dù có bị đưa lên giàn thiêu tôi vẫn nói là tôi làm đúng ông hiểu chưa